Xin chào các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn một tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh với tựa đề Chi bộ ở nông thôn. Tác phẩm này được in trong Hồ Chí Minh toàn tập, tập thứ 10, trang thứ 504. Toàn văn của tác phẩm như sau. Chi bộ là gốc rễ của đảng ở nông thôn. Chi bộ vững mạnh thì mọi chính sách của đảng và chính phủ nhất định thi hành được tốt. Muốn vững mạnh thì tất cả đảng viên trong chi bộ phải thật thà, đoàn kết nhất trí. Cách mạng tháng 8 thành công, trường kỳ kháng chiến thắng lợi, một phần quan trọng là do chi bộ nông thôn đoàn kết nhất trí, vượt mọi khó khăn, lãnh đạo nhân dân, động viên thanh niên tham gia chiến đấu, động viên đồng bào hăng hái sản xuất và đóng góp. Chi bộ đã hoàn thành những nhiệm vụ đảng đã giao cho. Những sai lầm khuyết điểm trong cải cách ruộng đất và chỉnh đốn tổ chức đã ảnh hưởng nhiều đến các chi bộ ở nông thôn. Nhiều chi bộ bị đả kích nặng, nhiều đảng viên bị xử trí sai. Nhưng do lập trường giai cấp vững chắc, đại đa số những đồng chí bị xử trí sai vẫn một lòng tin tưởng vào đảng. Từ ngày sửa sai, được trả lại tự do, khôi phục đảng tịch và phân phối công tác, các đồng chí ấy lại hăng hái làm việc như xưa. Các đồng chí ấy đã đoàn kết nội bộ, đoàn kết nông thôn, ra sức thi hành chính sách của đảng và chính phủ. Do đó mà chi bộ lại vững mạnh, sửa sai, làm được tốt. Tuy vậy, vẫn còn một số chi bộ chưa thật tốt, chưa thật đoàn kết. Đó là vì còn có vấn đề giữa những đảng viên bị tố sai và những đảng viên đã tố sai. Giữa đảng viên cũ và đảng viên mới, giữa đảng viên trung nông và đảng viên bần cổ nông. Sở dĩ có tình trạng ấy là vì các đồng chí ấy chưa hiểu rõ. Tố sai là do sự chỉ đạo không đúng, chứ không phải các đồng chí đó cố ý tố sai. Dù sao, nay việc đã qua rồi, những đồng chí đã tố sai thì cần thành khẩn tự phê bình. Những đồng chí bị tố sai thì cần xóa bỏ sự bực tức cũ, cần ra sức đoàn kết nội bộ, đoàn kết nông thôn để cùng nhau ra sức sửa sai cho tốt. Những đảng viên cũ ngày nay trước kia là đảng viên mới, những đảng viên mới ngày nay sau này sẽ là đảng viên cũ. Đảng ta luôn luôn phát triển, phải có đảng viên cũ cũng phải có đảng viên mới. Có như vậy đảng mới càng ngày càng mạnh, mới làm trọn nhiệm vụ to lớn và vẻ vang của mình. Cho nên nhiệm vụ của đảng viên cũ là phải thương yêu nhiều nhất và giúp đỡ đảng viên mới cùng tiến bộ. Đảng viên mới thì cần phải thương yêu đảng viên cũ, học tập kinh nghiệm công tác và tinh thần phấn đấu của đảng viên cũ để ngày càng tiến bộ thành người đảng viên tốt. Cũ và mới phải thật thà đoàn kết nhất trí, cùng nhau ra sức phục vụ đảng, phục vụ nhân dân. Là đảng viên Đảng Lao động Việt Nam thì dù xuất thân từ thành phần khác nhau, cũng đều chung một đại gia đình cách mạng, đều chung một mục đích là xây dựng chủ nghĩa xã hội, đều chung một lập trường là lập trường của giai cấp công nhân. Cho nên trong chi bộ không nên có sự phân biệt đồng chí này là trung nông, đồng chí kia là bần cố nông. Bất cứ là trung nông hay bần cố nông, đã là đảng viên thì đều chung một lập trường giai cấp, lập trường của đảng. Tất cả đều phải thật sự đoàn kết nhất trí, đồng tâm hiệp lực. Lãnh đạo nông thôn thi hành cho đúng chính sách của đảng và chính phủ. Chi bộ thật thà đoàn kết nhất trí thì lãnh đạo được nông thôn đoàn kết nhất trí. Chi bộ và nông thôn đoàn kết nhất trí thì công việc sửa sai cũng như công việc sản xuất
và mọi công việc khác, tuy nhiều khó khăn phức tạp, cũng nhất định làm được tốt. Mong các chi bộ ở nông thôn thi đua làm trọn nhiệm vụ đảng đã giao cho. Thưa các bạn, tác phẩm này của Chủ tịch Hồ Chí Minh được đăng trên báo Nhân dân số 1079 ngày 19 tháng 2 năm 1957. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe.